Giữa tay đi bé Nghi. Bé Nghi. Giữa tay cho mẹ coi đi. Ừ, cái đầu đâu? Cái đầu bé Nghi đâu? Bé Nghi ơi. Đó. May là mua gỗ cứng á. Mua gỗ mềm chắc bé Nghi làm lũng sàn nhà hết rồi quá. Đứng dậy đứng chuyện cho mẹ coi coi nè. Bé Nghi đi. Trời ơi. Đứng chuyện cho mẹ coi nè. Sướng không? Chắc là banh cái điện thoại rồi. Trời ơi chết rồi. Con phá banh cái điện thoại rồi. Cười khai. Rồi giỡn tay đi, giỡn tay. Trời ơi, nói không nghe lời gì hết.